Mì gấu đỏ thơm chua cay mới, sợi mì được tắm ướp nước mắm cá cơm thêm đậm đà. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình được yêu thích, chương trình 7 nụ cười. Đây là trò chơi đặt chuột, giống như hồi xưa mình hay chơi trong siêu thị. Dạ. Bây giờ ba thành viên trong một đội sẽ biến thành những con chuột, hoặc là con thỏ, hoặc là con gì đó, bất kỳ mình muốn, sẽ chui vào ba vị trí dưới đây. Ở trên này ba người còn lại mỗi người được 5 lần đập. Chúng ta sẽ cầm sẵn cái đồ đập, sau khi cái trống gõ cái pong thì một trong ba vị trí phải trồi lên. Ở dưới chúng ta tự quy định ai trồi lên cũng được. Mỗi người sẽ có một số điểm tương ứng mà mình đeo. Nếu như Tiến Lực đang mang vị trí chính giữa mà vừa lôi lên bị đập một phát là số điểm nó thuộc về Tiến Lực. Đơn giản vậy thôi. Còn những vị trí khác nhoi lên thì Tiến Lực có đập ở đây, hai bên này bình thản thì không có điểm. Đội tôi sẽ làm chuột trước cho. Xin mời. Mời đeo bảng điểm. Xin mời con chuột cắm vào trước. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Sẽ có 3 số điểm, đó là 0 điểm, 5 điểm và 10 điểm. Sau 15 lượt đập, đội nào nhiều điểm hơn, đội đó chiến thắng. Lần đầu tiên, ai sẽ đập đây? Em. Lan Ngọc, mời cầm. Dạ, lên trước. Rồi, hãy quyết định một người. Khi Trường Giang gõ mà không ai trồi lên, đội chúng ta đương nhiên được 10 điểm. 3, 2, 1. Đập. Chết. Okay. Nhưng mà hãy xem đi. Rất tiếc cho Lan Ngọc không có điểm, tại vì Lâm Vĩ Dạ đeo cái bảng là o điểm thử. Nói về độ tính toán thì chưa biết ai hơn ai rồi nha mấy chú. Lan Ngọc, 3, 2, 1. Lựa chọn ai nên cho số 0 vào người đó liền. Thì vừa rồi mình chỉ là xé nháp thôi ha. Làm lại từ đầu nha. Bây giờ ai là người làm đầu tiên? Em luôn đi. Rồi, Lan Ngọc sẽ là người làm đầu tiên. Các bạn sau khi nghe tín hiệu là mình trồi lên cho mình thụt xuống liền. Người ta đập kịp, trúng người có điểm thì lấy điểm, còn không thì thôi. Còn đập kịp và trúng người không có điểm thì cũng không có điểm. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta trồi lên thật mạnh và xuống thật nhanh nha. Tất cả chuẩn bị. 3, 2, 1. Và số điểm là không có điểm. Thì cái đội này cứ lên không điểm hoài là tụi em đâu có điểm đâu. Trong 5 lượt đó thì ai cũng phải trồi lên. Đúng rồi. Rồi, 3, 2, 1. Lại là dạ, không là điểm. Dù không có điểm nhưng mà cũng sướng tay em ạ. Tụi tôi có quyền đổi người mà, không đổi bạn thôi. Chết chuột, chết chuột, chết chết chết. Chết. Trời. 5 điểm. Chết chuột, chết chuột, chết chết chết. Sau 3 lượt được 5 điểm. 3, 2, 1. Có nghĩa là sau 4 lượt 15 điểm. Em phan trí nha. Quýnh là quýnh rồi, quýnh từ từ rồi chứ quýnh là quýnh kiểu đó là gì? Quýnh thì chưa kịp dồi lên nó quýnh, trời ơi trời. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Như vậy là 6 năm lượt của Lan Ngọc mang về 15 điểm thưởng. Bây giờ là Trương Thế Vinh, chúng ta vỗ tay cho Trương Thế Vinh. Tất cả chuẩn bị. Chưa, cái đó chưa. Ừ, cái này không lên nha, cái này mới lên nè. Thấy không? Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Được rồi, mấy điểm? Cái gì giọng vấn á? Không điểm. Tất cả chuẩn bị. 3, 2, 1. Không điểm. Không điểm. Ủa, đi đâu bị chơi giả? Dinh nó nhạy quá. Tất cả chuẩn bị. 3, 2, 1. Chưa gõ mà. Ta phải gõ đó chứ. Cho nôn lên vậy. 3, 2, 1. Trời
Dạ được. Giỡn không điểm. Ý hả? Hả? À. Tất cả chuẩn bị. Được. 3, 2, 1. Được rồi mà. Nó không lên vậy. Gọi gì vậy? Cái này gọi cho vui. À, cái này mới lên nè. Vinh trễ rồi, Vinh trễ rồi. Vinh trễ. 5 lượt của Lan Ngọc 15 điểm. Và thêm 5 lượt của Vinh 10 điểm nữa là 25 điểm. Chị phải rút xuống nhanh. Bây giờ là Thúy Ngân. Chứ còn chuyện mà rút lên rồi xong rút xuống chậm là đánh được à. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Trời ơi Ngân ơi. Đã trễ rồi. Lượt tiếp theo 3, 2, 1. Vinh không có điểm thưởng. 3, 2, 1. Trời chị dạ lên không luôn á. Đó là chiến lược của đội tôi. Có muốn đặt được không? 3, 2, 1. Trễ rồi. Lên. Yeah. Hết lượt. Sau 3 người, mỗi người 5 lượt thì số điểm hiện tại của đội Trương Thúy Vinh là 25 điểm. Em không có điểm nào luôn hả? Ủa em không có điểm hả? Không có điểm nào cả. Tôi nói thiệt, đội ngồi ở dưới bây giờ không phải là lúc họ tìm điểm mà lúc họ trả thù. Mì gấu đỏ thơm chua cay mới, sợi mì được tẩm ướp nước mắm cá cơm thêm đậm đà. Bây giờ đội mình ai sẽ là người đập đầu tiên? Lâm Vĩ Dạ. Xin mời vào vị trí. Và Dạ yêu cầu là đổi cái này thành cây búa được không? Tất cả sẵn sàng. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Không kịp rồi. Tôi đề nghị mấy con chuột cầu lên cao chút xíu. Cao chút nha. 3, 2, 1. Quá nhanh quá nguy hiểm. 3, 2, 1. Chưa kịp thấy mặt luôn á. Mấy bạn này ăn gian quá. 3, 2, 1. Tiếp lượt tiếp theo. 3, 2, 1. Cái tay dài lợi thế ha. 3, 2, 1. Hãy cẩn thận. 3, 2, 1. Kiều Ly. 3, 2, 1. Không lên, tụi tôi được 10 điểm. 3, 2, 1. Và bây giờ là lượt cuối cùng. Sẵn sàng chưa? Mệt quá, cho điểm luôn nè. Mệt quá rồi. Đó, cho điểm luôn á. 3, 2, 1. Không trúng nha. Dạ, trả lại cái nha. Thưa quý vị thân mến,
sau hai lượt chơi của hai đội, chúng tôi thông báo luôn là hai đội chơi không đúng luật. Lên cũng không đúng mà xuống cũng không đúng, hai đội hòa nhau. Nghêu ơi, nãy giờ chị không làm em một cái nào luôn Nghêu. Dữ lắm em à. Chị có làm gì đâu. Không lẽ em không chui phấn cho chị? Thôi em ơi, để em dặm lại. Người ta nói là gieo ngân nào gặt quả đó em ơi. Em đừng có như vậy chứ. Em đừng có như vậy chứ. Một cũng còn nhiều